tham gia là những người thật sự tham gia thì như thế nào? Những người nào mà theo anh ấy, những người nào tuyên thệ, những người là cũng phải chưa phải là thực sự, nhưng chưa phải anh em thực sự, nhưng mà người ta đã tuyên thệ rồi thì bao giờ người ta có gì đấy. Tuyên thệ là gì? Nếu mà không thì anh em nhảy vào phanh tây này, đúng không? Anh biết là nếu mà gì cả, tôi phản bội, tức là thề, phanh là bang hội mà tôi phản bội cái này thề thì chờ Chúa đến diệt đấy. Ý nghĩa khi người ta đã nói ra cái câu đấy rồi, và trước khi đấy thì đã người ta phải hiểu hết về cái mục đích bang người ta đã đọc kỹ rồi, thì người ta sẽ tham gia tự nguyện. Nhưng mà sau khi đấy người ta tham gia nhưng mà người ta cảm thấy không hợp lý, rất nhiều người như thế, người ta chín chắn đấy, người ta mình cũng hỏi đầu tiên người ta rất hào hứng, nhưng mà sau khi một hồi mình hỏi tại sao người ta không tuyên thệ, người ta bảo là vì là chưa biết là có đóng góp được gì hoặc cho bang hội không, cho anh em không nên.